Bell cut. Rồi chào các bạn nha. Như clip trước mình có làm chia sẻ với các bạn cái món đu đủ chiên đó các bạn. Thì mình ăn thì mình cảm nhận thấy nó cũng ngon với nó giống cái sợi mì lắm, cho nên bữa nay clip này mình cải biến thêm nha mấy bạn. Cải biến thêm mình mua tôm thịt về mình làm giống như là mì xào giòn nha mấy bạn. Tôm nè. Mình mua nguyên liệu nè. Tôm, bạch tuộc để nguyên con ăn cho ngon. Trái thận, gan, thịt heo, là thịt bò. Còn hành ô tỏi thì mình bằm, còn hành thì mình bào. Còn này sắc lát mà bỏ vô. Với lại cải thè, sả, hành lá với lại cần tàu. Nguyên liệu chính của mình thì cũng giống như clip trước vậy đó. Mình cũng vừa mới chiên xong một cái tô đu đủ chiên bột đó. Thì giờ mình làm tiếp thịt tôm đồ để mình làm thử, ăn thử giống như giả mì xào giòn á. Lúc này mình bỏ tỏi vào rồi phi cho vàng nha các bạn. Tỏi vàng xong các bạn vớt ra một ít, đặng tí xíu mình bỏ vào sau thêm cho nó thơm nha. Mình bắt đầu bỏ tôm vào xào cho nó lên màu tí rồi bỏ thịt vào rồi xào luôn nha các bạn. Không để hồi mình dạ. Ra thời luôn. Bây giờ mới lấy cái tô với giá thì mẹ giờ. Không, giờ chín đi rồi, đưa ra tô đi rồi cái nước thêm bột hết bột mình xả. Chỉ đi cho mấy miếng mì bột hết bột pha nước đi. Muốn cà phê. Này mình để bột vô rồi mình lấy cho nó tan ra.
chọn miếng bột các bạn, cho sạch sạch giống như mình chọn người ta làm nha. Dành coi, cho nhanh tay chút bỏ ra luôn đi. Nãy giờ nó lâu lắm, nó teo hết trơn rồi. Nó không sạch rồi, bỏ ra đi. Cái đó là gạo cải thiện nha các bạn. Cải thiện này ở chợ mình nó bán 15 ngàn ký, nó rẻ quá. Cải thiện với hành, hành mình sắp về mình để luộc chỉnh cái kéo con. Cái hành luôn đấy. Tiêu nè, với lại cần tàu, với lại cái tỏi hồi nãy là tỏi làm thêm mình chưa đây, mình để cái mặt nè, làm sao gì mình làm không có bị nở ra, không có bị. Rồi tắt lửa được rồi đó. Xem, cắt lấy cái tỏi đi. Rồi xong đó đưa mày ra vậy. Cái đứa nào thích ăn gì gắp vô đi con. Gắp vô đó luôn đi. Gắp đi. Có chưa hấp chưa? Đu đủ giả mì xào giòn nha mấy bạn. Thử ra con, ngon không? Thử ra, được không? Tương ớt chưa? Bỏ tương ớt lên, được không? Bỏ tương ớt lên. Khoan đây nè, còn cái nước này, nước này một hồi mình chan lên nè. Bỏ tương ớt chung vô đây luôn đi. Rồi món mì xào giòn mình làm tới đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình làm mình thấy ăn cũng được ngon nên để làm clip này để chia sẻ cho các bạn ăn chơi cho vui nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha, chúc các bạn thành công nha.